Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu đại công suất lớn của thương hiệu Fredico. Đây là cái mẫu TX12000MK2. Đây là một trong những cái mẫu hai kênh lớn nhất của Fredico. Cái này thì chúng ta có thể xài cho full, đánh full đôi, đánh sấp rất là ok luôn. Dòng này thì nó là sử dụng cái công nghệ Glass IP. Nhìn nó cũng khá là lớn, phía trước nó có một cái màn hình màu hiển thị gain và nhiệt độ của từng cây. Này có hai cây, có hai cái quạt cũng khá là lớn ở hai bên hông này, quạt làm mát, công tắc nguồn, volume cho hai cây và cái dãy đèn hiển thị các cái mức giống như là mức clip này, mức tín hiệu, mức chương trình và mức nguồn, đèn báo nguồn. Thì nó cũng khá là lớn. Con này thì nó kích thước là 3 U, chuẩn 3 U. Nhìn to thế này thì chắc chắn là công trọng lượng nó cũng khá là lớn rồi. Con này 39 kg. Cái này chuyên dùng để chúng ta đánh phun đôi, sấp, sấp đơn, sấp đôi đều được. Fredico TX12000MK2. Cái này dòng này chạy tăng phô rất là lớn. Đây là cái mặt sau hai cây này, nó có hai cái quạt phía trước và hai cái quạt phía sau, nó hút từ trước ra phía sau này để làm mát, giúp cho âm ly luôn chạy, luôn hoạt động trong cái tình trạng tốt nhất. Là hai cái cổng in out cho hai cây rất canh nông. Bên này thì các cái cổng ra lo, rắc speed công và rắc chúng ta vặn trực tiếp, hoặc là chúng ta dùng cái rắc bắp chuối cũng được. Dây nguồn cũng khá là lớn, hay là cầu chì. Dưới này thì nó có những cái chế độ gạt này, chế độ điều chỉnh, giống như là điều chỉnh độ nhạy này. Đây là cái để lọc tiếng ồn, mát đắt. Đây là chế độ chạy của âm ly stereo, parallel và bridge. Cái này là nó có cái chỉnh tần số. Cái này chúng ta có thể đánh full này, hoặc là cài qua 20Hz hoặc là 110Hz, bộ lọc thông cao đó, nó lọc các cái tần số thấp. Cái này giống như crossover vậy đó, thì ta cũng thể dùng chế độ này để đánh sấp được. Con này thì công suất là 2 kênh, mỗi kênh là 1700W ở chế độ 8 ohm, 3300W ở chế độ 4 ohm và 5500W, 5500W một kênh ở chế độ 2 ohm, rất là lớn, 1700 một kênh ở 8 ohm, 3300 ở 4 ohm và 5500 một kênh ở chế độ 2 ohm. Và còn chế độ cầu bridge thì nó sẽ là 8 ohm là 3400W, hai kênh chập một 3400W và 4 ohm là 6400W, 6600W. Cái này thì mức công suất này thì chúng ta có thể đánh sấp đôi rất là thoải mái. Fredico TX12000MK2. Thiết kế rất là đẹp, rất chắc chắn. Mặt nạ là bằng nhôm, nhôm đúc hết, cứng cáp, nhìn khá là lớn. Ok, thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái sản phẩm này trên cái đường link website mình có để ở phần chú thích bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.